hãy đón xem The Dr. Kimberly Show vào lúc 12h45 trưa và 3 giờ chiều mỗi ngày. Bác sĩ Kimberly sẽ chia sẻ những kiến thức về da của người Việt và các bí quyết chữa nám và chữa mụn tận gốc. Mời quý vị đón xem. Năm mới, chúng ta cộng thêm một tuổi, nhưng bộ tái tạo da của công ty Apogee sẽ lấy đi những vết nhăn và cằn cỗi của thời gian. Tái tạo da một cách tốt lành, không hại da, không hư da, không bào mòn và không lột da. Đặc biệt với 195 đồng với bộ tái tạo da, quý vị sẽ được tặng tới 3 món, một tuýp son, một hộp phấn khô, nước, một peel off mask lấy đi da chết một cách an toàn. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Nếu làn da của quý vị bị nhăn và xuống sắc nhanh chóng, hãy dùng phương pháp chống nhăn và sáng da của công ty Apogee. Phương pháp Apogee sẽ đưa chất hyaluronic đến thẳng tế bào để căng da tận gốc. Bác sĩ Kimberly thường nói, nếu làn da của quý vị tiếp xúc với nhiều hóa chất thì sẽ bị khô và khó chịu. Ngày hôm nay, quý vị mua một bộ chống nhăn và sáng da của công ty Apogee. Quý vị sẽ được tặng một bộ kit tẩy trắng da vitamin C. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Quý vị từng dùng nhiều sản phẩm với nhiều hóa chất, vừa tốn tiền, vừa bị nám hơn, vừa bị nhạy cảm hơn, khô hơn, nhăn hơn và chảy xệ hơn xưa. Hãy dùng phương pháp trị nám của công ty Apogee, quý vị sẽ thấy rõ sự khác biệt. Ngày hôm nay, quý vị mua một bộ trị nám của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một sản phẩm mới trị giá $50. Đó là bộ tẩy trắng da an toàn. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. 1888-337-7264. Nếu quý vị thường bị mụn, dùng thuốc thoa thuốc uống hoài không hết, hãy dùng phương pháp chữa mụn của công ty Apogee. Dùng Apogee, da của quý vị sẽ không bị hao mòn, không nhạy cảm, không bị nám và không bị hư da non. Bác sĩ Kimberly thường nói, nếu quý vị dùng thuốc, da của quý vị sẽ bị nám và nhăn sớm. Ngày hôm nay, mua một bộ chữa mụn của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một cái máy facial và một cái acne zap chấm lên khi mụn vừa mới lú để chống vết thâm. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Năm mới, ai cũng muốn chào đón New Year với một thân hình thon gọn. Bác sĩ Kimberly đã và đang dùng Fat Burner để giảm cân một cách tự nhiên, khỏe mạnh, an toàn và không diet. Fat Burner đặc biệt tan mỡ những nơi có mỡ như mỡ tay, bắp đùi, bắp chân, vân vân. Với chương trình mua 5 tặng 1 và tặng lịch 2015 của bác sĩ Kimberly, để có một thân hình thon gọn như bác sĩ Kimberly, hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Ngày hôm nay, Kimberly có mời chị Phạm Huỳnh, 47 tuổi từ Westminster, California, trở lại chương trình chia sẻ để chia sẻ với quý vị phần 2. Phần đầu tiên, chúng tôi có nói về quá khứ trong 10 năm, chị Phạm Huỳnh đã dùng qua Clinique và Shiseido, nghĩ rằng mình dùng thương hiệu quốc tế, mất tiền, sẽ mang lại kết quả, nhưng ngược lại, sau khi dùng đâu cỡ 10 năm, chị Phạm Huỳnh đã nản và có thể nói đầu hàng về vấn đề chữa trị nám cho đến khi chị Phạm Huỳnh xem chương trình của chúng tôi. Và sau khi xem chương trình, chị đã đến để tham khảo da và sau đó Kimberly đã đồng ý chữa trị cho chị Huỳnh. Cảm ơn chị Huỳnh đã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Dạ, để tiếp tục chương trình chia sẻ của chúng ta, Kimberly sẽ nói sơ về những cái gì mà chị đã nói trong cái chương trình đầu tiên, mà tất cả đều có giá trị với quý khán thính giả của chúng ta. Nhưng mà hôm nay cái phần 2 là cái phần Kimberly được phép phân tích về làn da của chị để nói về phương pháp Apogee, cách chữa trị của chúng tôi như thế nào. Mong rằng quý vị theo dõi chương trình này, Kimberly muốn góp ý cũng như là chương trình này mong rằng mang lại những cái kiến thức cho chị Huỳnh cũng như quý vị khán thính giả ở nhà. Chị Huỳnh đã dùng qua Clinique cũng như Shiseido. Mà khi dùng qua đó, Kimberly có nghe chị nói một chút xíu về cái kết quả tốt, thì chị thấy cái gì là chị cho là tốt về cái sản phẩm đó sau khi đã dùng qua 10 năm. Dạ,
Sau khi mà em dùng qua cái sản phẩm như là Sasido hay Linic thì em cảm thấy là em thất bại về cái hai sản phẩm đó. Em thấy là em càng dùng nó thì em thấy không có kết quả trên mặt em, càng nám càng lan rộng, càng nhiều hơn, càng đậm hơn, càng đen hơn. Thì tự nhiên em quyết định là em bỏ đi. Nhưng thì mà có cái gì tốt không? Có cái gì em feel lên được thì Sasido thì dẫu sao nó có thể làm xốp cái da nè. Làm xốp. Xốp là mịn da, nhưng mà cái quan trọng của em là cái nám. Mà em chẳng thấy cái nám nó mịn. Dạ, nó xốp với nó mịn thôi. Mà cái nám thì em thấy nó cũng vẫn vậy, nó vẫn no mồ, nó kêu nó càng đậm. Thì cái ai cũng vậy, khi mà em dùng cái sản phẩm đó thì em cái đưa tay em đưa cái phản xạ thì em đưa tay em thấy nó hơi mịn mịn, thì nó cũng có cái gì nó mịn mịn. Nhưng mà có cái, nhưng mà cái mịn thì nó có, nhưng mà khi mà em bôi em bỏ đi em ông sức nữa thì nó lại khô lại, mà mình dùng thì nó mịn, mà mình không dùng thì nó lại khô lại. Nhưng mà cái nám nó càng ngày càng lan ra, lan rộng ra cái mặt luôn. Chắc chắn ngày hôm nay là ngày của chị Kimberly để cho chị có thể nói là phân tích về làn da. Tại đôi khi em đã thử nghiệm qua nhiều sản phẩm trên làn da của em. Rồi đôi khi mình không biết tại sao, đôi khi quý vị ở nhà cũng nghĩ vậy, tôi không biết, tôi đã chữa rồi, tôi dùng nhiều thứ rồi, tôi không thấy kết quả. Chính quý vị ở nhà cũng thắc mắc tại sao nám nó chỉ đơn giản là nó là cái vết giống như đen ở ngoài. Đúng rồi. Mà như chị Huỳnh cũng đã bỏ rất nhiều tiền những cái sản phẩm này, là sản phẩm nổi tiếng và có thể nói là sản phẩm với thương hiệu quốc tế, mà lại không mang lại kết quả, khiến cho chị buồn, phải không ạ? Cái tâm trạng là như mất tự tin với buồn. Thì như vậy Kimberly xin nói như thế này, tất cả những sản phẩm mà quý vị đã dùng qua, chắc chắn nếu quý vị feel có cảm giác như làn da của mình mịn hơn thì thưa quý vị, nó tái tạo làn da. Đúng vậy, khi mình có kết quả nhanh nghĩa là cái sản phẩm đó tái tạo làn da của mình. Làn da của mình đó, mình nói 30 ngày nói chung vậy thôi, 30 ngày mình có da chết. Nhưng mà nếu mình đã dùng một cái sản phẩm nào mà nó tái tạo thì trong cỡ 7 ngày là nó lấy hết da chết rồi. Sau 7 ngày đó chị Huỳnh có biết là chị bắt đầu chị lột da non không? Thấy. Mà chị có ngờ là lúc đó chị đang lột da non không? Nhưng có nhiều khi mình không biết. Nhưng mà chị có thể feel được, có cảm giác được. Thành ra nhớ là làn da của chúng ta là thành phần của cơ thể. Đôi khi mình không để ý thôi. Tại vì làn da của mình nó bệnh giống như mình bệnh. Trước khi giải thích về làn da của chị Huỳnh, chị Huỳnh có nhớ là khi chị đến để tham khảo da, Kimberly có rọi làn da của chị để cho chị thấy rõ. Dùng cái máy mà rọi làn da, không phải là cái máy x-ray thưa quý vị, mình không có phải nhìn xuyên qua làn da của chị Huỳnh, mà mình dùng cái máy này nó có thể giúp cho mình thấy gấp 300 lần cái cặp mắt thường của mình. Đó là chỉ là cái kiến hiển vi để nó giúp mình thấy rõ những cái gì mình làm đúng, cái gì làm sai. Giống như bây giờ làm sao quý vị có thể thấy được cái men răng, phải không ạ? Nhưng mà mình có những cái triệu chứng khiến cho Kimberly nghĩ rằng, biết rằng, nghi rằng chị này mất đi cái lớp mỡ nó đã bảo vệ làn da. Thì thưa quý vị, cái hình đầu tiên á là cái hình mình lấy làm chuẩn. Mình sẽ so sánh với những cái hình khác để cho mình thấy rõ là làn da healthy nó như thế nào. Cái hình đầu tiên là cái hình làn da mình không thấy mạch máu, mình thấy cái làn da healthy, mình thấy nó đều màu. Mình muốn cho hết cả mặt mình được như vậy. Nếu mà hết cả mặt chị Huỳnh mà được như vậy thì chị không cần đến thẩm mỹ viện Kimberly, không cần đến đây để chữa trị nám. Nhưng cái hình số 2 trở đi á, thưa quý vị, rất tiếc là mình bắt đầu mình thấy mạch máu. Đến cái hình số 3 cũng vậy, hình số 4 cũng vậy, càng thấy nhìn thấy rõ hơn nhờ cái kính hiển vi. Và mình thấy rõ là cái nám của mình á, nó bắt đầu nó xuất hiện, nó bao vây ngay cái chỗ bị hồng, bị đỏ. Thành ra quý vị thấy rất là quan trọng, khi quý vị có những cái triệu chứng như da khô, da ngứa, rát, hừng hực, da hồng, da đỏ, quý vị đừng có nghĩ là tôi thích cái màu hồng, tôi thích cái màu đỏ, thành ra tôi muốn cho làn da tôi hồng để khỏi đám ma hồng. Thật sự cái hồng đó nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái nám, chính nám đó mình gọi là nám trong da. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Kimberly sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại với chị Phạm Huỳnh.
Nếu làn da của quý vị bị nhăn và xuống sắc nhanh chóng, hãy dùng phương pháp chống nhăn và sáng da của công ty Apogee. Phương pháp Apogee sẽ đưa chất hyaluronic đến thẳng tế bào để căng da tận gốc. Bác sĩ Kimberly thường nói, nếu làn da của quý vị tiếp xúc với nhiều hóa chất thì sẽ bị khô và khó chịu. Ngày hôm nay, quý vị mua một bộ chống nhăn và sáng da của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một bộ kit tẩy trắng da vitamin C. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Nếu quý vị thường bị mụn, dùng thuốc thoa thuốc uống hoài không hết, hãy dùng phương pháp chữa mụn của công ty Apogee. Dùng Apogee, da của quý vị sẽ không bị hao mòn, không nhạy cảm, không bị nám và không bị hư da non. Bác sĩ Kimberly thường nói, nếu quý vị dùng thuốc, da của quý vị sẽ bị nám và nhăn sớm. Ngày hôm nay, mua một bộ chữa mụn của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một cái máy facial và một cái acne zap chấm lên khi mụn vừa mới lú để chống vết thâm. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Năm mới, chúng ta cộng thêm một tuổi, nhưng bộ tái tạo da của công ty Apogee sẽ lấy đi những vết nhăn và cằn cỗi của thời gian. Tái tạo da một cách tốt lành, không hại da, không hư da, không bào mòn và không lột da. Đặc biệt với 195 đồng với bộ tái tạo da, quý vị sẽ được tặng tới 3 món, một tuýp son, một hộp phấn khô, nước, một peel off mask lấy đi da chết một cách an toàn. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Hãy đón xem The Dr. Kimberly Show vào lúc 12h45 trưa và 3h chiều mỗi ngày. Bác sĩ Kimberly sẽ chia sẻ những kiến thức về da của người Việt và các bí quyết chữa nám và chữa mụn tận gốc. Mời quý vị đón xem.